Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, là một đơn chép PT6 hàng của Thái Lan về với anh Thắng ở Thanh Hóa. Và sau khi anh có xem kênh YouTube, anh có đặt cho mình một đơn là chép để hỗ trợ giải âm cao trong bộ dàn karaoke gia đình. Vâng, thì bên em cũng bỏ sẵn ở đây, bên em test cho anh trước khi gửi anh Thắng nhé. Vâng, đây là cái dòng chép PT6 của Thái Lan, được họng kèm đúc gang rất là chắc chắn và được mạ đồng, phủ lớp đồng rất là đẹp, vàng óng luôn đấy ạ. Và cái dòng này là tất cả các khách hàng bên em đều tặng cho kèm một cái tụ gọi là bảo vệ chống cháy cho cái đôi chép, thì các bác yên tâm sao sử dụng nhé. Và dây bên em cũng đính kèm rồi ạ. Và các bác về thì việc dùng thôi ạ. Vâng, bây giờ em cho nhạc to lên tí với cái đôi chép PD6 của anh Thắng. Vâng, bên em về cũng rất là nhiều. Vâng, các bác cứ lần lượt các bác đã đặt hàng, như bên em cung cấp đầy đủ cho các bác linh phụ kiện đi kèm để chúng ta hỗ trợ cho dàn karaoke nó được hay hơn, cái giải âm được sáng hơn, và đặc biệt là chép nó được nghe bén và dễ chịu. Vâng, đây là giải chép mà tôi chép PD6 mang lại đấy ạ. Vâng, nghe rất là hay. Và đặc biệt các bác có thể đấu nối ghép với cái đôi loa full, ví dụ anh các bác có những cái đôi loa để đấu nối ghép đằng sau cầu loa cũng được đấy ạ, hoặc là chúng ta đấu là đằng sau âm ly hoặc là đằng sau cầu đẩy đen của đẩy đều ok hết. Đây bên em đang đấu đằng sau đẩy đấy ạ. Còn dây dặn lòng ngoằng nhưng tất cả đường đi của nó đều đúng, vì thế nó mới cho được ra được âm thanh. Vâng, em quay sát lại đi ạ. Vâng, anh Thắng nhá, đây ạ, họng kèn rất là chắc chắn, và đặc biệt bên trong này nó có một cái đầu đạn nhìn rất là khủng bố, nhìn rất là gấu. Chúng ta đặt trên một bộ dàn karaoke thì cực kỳ là đẹp, nhìn cái đầm thì cực kỳ là hay. Vâng, hôm nay ngày 31 tháng 5 nên em nhập về một số dòng chép PD6 của Thái đấy ạ. Vâng, là đôi của anh Thắng ở Thanh Hóa, bên em đang test trước khi rồi. Tất cả hai chép này của anh Thắng bên em đều tặng tụ hết rồi nhá. Đây ạ. Đây, đều tặng tụ hết đấy ạ. Đều tụ bảo vệ hết. Vâng, trên thị trường rất là nhiều dòng loa mà cái giải chép nó kém hay gọi là giải cao, được kém nghe rất là bí cho một cái bản nhạc, để chúng ta lên hỗ trợ. Và cũng có những dòng loa rất dễ cháy chép đấy, chúng ta cũng hỗ trợ những chép cóc rời bên ngoài thì nghe cũng khá là ổn. Vâng, giải cao trộn với cái giải bass, giải trung thì cực kỳ là hay, nó rất là quyện, nghe nói chung nó mê hoặc. Vừa nghe nhạc vừa hát karaoke cực kỳ là tuyệt vời. Vừa anh Thắng nhé, hiện tại đơn loa chép PD6 của anh hoạt động rất tốt ạ. Còn sau đây em sẽ phép bỏ ra cho những người đóng hàng, bên em sẽ gửi ship bưu điện cho anh. Anh chờ giúp bên em khoảng tầm 3 đến 4 ngày anh nhé. Vâng, sau cùng thì em chúc anh Thắng và gia đình sức khỏe và cho anh luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.